Hi, xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay tại Toyota Tân Cảng là giới thiệu cho các anh chị một mẫu xe 7 chỗ. Đó là Toyota Veloz anh chị ha. Thật sự thì mẫu xe này hiện nay đang bán doanh số rất tốt tại nhà Toyota bên Khoa. Đó. Thì trước mắt Khoa đây là mẫu Toyota Veloz phiên bản E nha anh chị ha. Xe sản xuất năm 2022, đi khá là ít. Chỉ có 14.200 cây số thôi. Đó, một cái con xe rất là đẹp luôn, nhưng hơi tiếc đó là màu ngoại thất là màu đen anh chị ha. Thì có thể là chủ xe này cái màu phong thủy và cái mạng là hợp với màu đen nên mua màu đen thôi. Nhưng điều hay một cái là nếu như anh chị nào cũng đang đi kiếm mua một cái xe Veloz theo hợp phong thủy của mình màu đen thì thật sự kiếm trên thị trường khá là khó. Nếu có cũng không thể nào đẹp như chiếc xe này được anh chị ha, vì xe này đi chỉ có 14.000 cây số thôi. Phải nói đi khá ít sau hơn 2 năm sử dụng nha anh chị ha. Thì cái giá bán hiện nay tại Toyota Tân Cảng đang rao bán là 566 cành cho em Toyota Veloz 2022 màu đen này nha anh chị ha, siêu lướt 14.000 cây số luôn. Đó, về phần ngoại thất anh chị thấy nè, xe còn như mới nha anh chị ha, rất đẹp luôn, đèn led đó, rồi mạ rơm rồi ốp cản đầy đủ hết. Thì về phía bên ngoài anh chị, thì đối với những cái mẫu Veloz E á, thì mâm sẽ là mâm 16 mà vỏ nó sẽ dày hơn thôi nha anh chị ha. Đó, đây xe rất đẹp luôn, 566 cành thì anh chị chỉ cần đưa trước khoảng 200 cành để sở hữu em Veloz này rồi, vì bên Khoa vẫn hỗ trợ cho vay 70% giá trị xe. Nếu anh chị nào đang có nhu cầu vay thì bên Khoa sẽ hỗ trợ tài chính luôn, cái giá và hồ sơ vay cũng tương đối là dễ nha anh chị ha. Đó, và cái lãi suất cực kỳ ưu đãi cho anh chị nào luôn. Đó, Veloz E nha anh chị, 2022 đi có 14.000 cây số thôi, rất đẹp nha anh chị ha. Đó, xe này thì lấy về nó hơi dơ, chưa có dọn dẹp gì hết, nhưng mà khi anh chị lên mua xe thì bảo đảm xe sẽ được dọn dẹp tại Toyota Tân Cảng rất đẹp nha anh chị ha. Đó. Nói chung 14.000 cây số thì cũng không có gì đâu, thì bên Khoa cũng kiểm tra 136 hạng mục rồi. Đó. Xe thì vẫn còn bảo hành được hơn 1 năm nha anh chị ha. Nói chung thì xe chất xe khá là ổn nha anh chị. Đó. Không đâm đụng, không ngập nước gì hết. Đó. 7 chỗ anh nhỉ ha. Đó, băng sau thì bên Khoa gặp lại thôi. Nè, anh chị thấy không? Xe gia đình đi không có chở đồ nè. Cái miếng nhựa ốp nhựa này còn nguyên thủy hết nha anh chị ha. Đó, nội thất trong xe khá là đẹp, khá là sạch sẽ luôn. Rồi, trang bị camera gear đầy đủ nha anh chị ha, cảm biến. Nói chung là phiên bản Veloz này thì option thì khá là đầy đủ, an toàn. Tính an toàn cũng đầy đủ hết rồi. Đó, gầm bánh xe cua. Nói chung xe mang biển số tại thành phố Hồ Chí Minh thì gầm này kia còn rất là sạch đẹp nha anh chị nhé. Có đường mạ rơm anh chị thấy không, rất là đẹp, rất là sáng cái xe. Thật sự là những cái ốp mạ rơm chân kính anh chị, khi mà ốp lên cái xe thì nó nhìn rất là sang. Hai dàn lạnh phía sau đó. Đó, đây là điều chỉnh dàn lạnh anh chị ha. Bằng ghế ngồi cũng tương đối là rộng rãi nha anh chị, chứ không có chật đâu. Thật sự thì những anh chị mà chạy dịch vụ hiện nay rất là khoái cái mẫu Veloz này bên Khoa nha anh chị ha, vì khách hàng cũng khá là chuộng á. Đây nè, nó có một cái miếng nhắc bảo dưỡng nha anh chị ha. Đây là nhắc bảo dưỡng 10.000. Chắc xe này bảo dưỡng rồi 2024 nè, bây giờ đi 24 14.000 nha anh chị ha. Thì xe này về bên Khoa vẫn cho làm bảo dưỡng lại nha anh chị. Anh chị cứ yên tâm về cái phần này. Có sạc không dây nè, đó. Phần số bán tự động luôn. DVD theo xe, nhưng mà cái mẫu này thì DVD nó nhỏ hơn các bạn top nha anh chị ha. Đó. Điện thoại rảnh tay rồi, chỉnh âm thanh trên vô lăng. Cái chỗ này mình để che nước cũng khá là tiện nha anh chị nha. Quá xuất sắc nha anh chị ha. Mẫu Veloz 2022 chỉ đi có 14.000 thôi, chỉ hơi tiếc là màu đen nha anh chị ha. Nhưng mà cái giá thì cũng ok, 566 cho anh chị nào quan tâm. Đó, động cơ nè. Đây động cơ anh chị ha. Đó, nói chung là động cơ đi 2 năm mấy chưa vệ sinh thì nó còn khá là dơ thôi, nhưng mà không gì hết nha anh chị. Về bên Khoa sẽ cho vệ sinh lại. Đây, cái này cái phần nhớt anh chị ha, cái này có thể là lúc mà thay nhớt mấy anh chăm nhớt kỹ thuật nó hơi bị đổ ở ngoài thôi, không ảnh hưởng gì hết nha anh chị. Bên Khoa sẽ vệ sinh khi mà anh chị nhận xe, yên tâm đi. Marukuri bên Khoa rất là kỹ đó, nên đâm ra mấy cái vấn đề không thành vấn đề đâu nha anh chị nha. Chủ yếu nè, cabo cốp chưa đâm đụng nha anh chị ha. Đó, khoang xe nó chỉ dơ thôi, máy còn rất là sáng, chuẩn 14.000 luôn, những khung treo cách nước còn nguyên nha anh chị ha. Rồi, được giá, được cái màu là anh chị cứ lên dứt Toyota Veloz 2022 phiên bản E 566 cành.
Đó, anh chị nào quan tâm hãy lên Toyota Tân Cảng xem xe trực tiếp nha anh chị nhé.